Ngọc Trinh đã khó chịu thế nào trước khi bỏ về tại thảm đỏ ở Phú Quốc? Sự việc Ngọc Trinh diện bộ váy hư hỏng càng quét thảm đỏ nhưng lại đột ngột bỏ về giữa sao thời trang ở Phú Quốc vào ngày 21 tháng 3, đến nay còn đang thu hút sự chú ý của dân mạng. Mặc dù nhà thiết kế Lê Thanh Hòa đã lên tiếng giải thích cho thời tiết lúc hoàng hôn ở biển rất nóng nên nhiều nghệ sĩ không chịu được, nhưng hành động bỏ về ngang của Ngọc Trinh vẫn gây tranh cãi. Đêm tối ngày 24 tháng 3, nhà thiết kế Đỗ Long đã tung vlog kể về chuyến đi sự kiện trên cùng dàn nghệ sĩ, trong đó có Ngọc Trinh. Trong clip được nhà thiết kế Đỗ Long chia sẻ, hàng loạt biểu cảm do trời nóng của Ngọc Trinh được ghi lại ở khoảnh khắc cận. Đặc biệt, khi được bản thân phỏng vấn cảm xúc nhanh, nữ hoàng nội y kéo từ chối ngay. Cảm xúc của em bây giờ giống như câu hát nóng như cái lõi. Thậm chí, khi đã ngồi vào ghế ổn định, Ngọc Trinh liên tục than, có khi nào mình chịu ở đây không? Biểu cảm của cô cũng mệt mỏi và khó chịu thấy rõ. We'll be right back.